Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Bóng Truyền. Hôm nay ngày 2 tháng 3 đã tiếp tục diễn ra những trận đấu bán kết của giải bóng truyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2024. Và sau đây hãy cùng Phong cập nhật kết quả mới nhất nha. Sau đó hãy cùng Phong điểm qua lịch thi đấu ngày 3 tháng 3, ngày thi đấu cuối cùng của giải. Trận đấu đầu tiên trong ngày hôm nay đó chính là trận đấu phân hạng 5-6 ở nội dung của Nam giữa Hà Nội và Long An. Hà Nội với những cá nhân xuất sắc hơn như là Lý Văn Trường và Nguyễn Xuân Đức, và họ đã dễ dàng có được chiến thắng trước đội bóng Long An với tỷ số là 3-0. Tỷ số các sắc là 25-21, 25-22 và 25-19. Kết thúc giải đấu, Hà Nội đã xếp thứ 5 trong cuộc, còn với Long An, họ đã đứng thứ 6. Trận đấu tiếp theo trong ngày hôm nay đó chính là trận bán kết 2 ở nội dung của nữ giữa Ninh Bình Evubank và Glesco Thái Bình. Ninh Bình với những vận động viên chất lượng hơn như là Nguyễn Thị Bích Tuyền, Đinh Thị Thúy, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Wadi Sara. Tuy nhiên, bước vào xét đấu đầu tiên, Ninh Bình đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà Thái Bình đã chơi rất tốt và tạo ra một thế trận cân bằng trước đội bóng chủ nhà. Tuy nhiên, càng về sau, Thái Bình đã dần bộc lộ những điểm còn hạn chế như là khả năng phòng thủ, khả năng bước một và quá phụ thuộc vào chủ công Nguyễn Thị Uyên, và Thái Bình đã thất bại trước Ninh Bình với tỷ số là 21-25 trong xét đấu thứ nhất. Sang xét 2, thế trận vẫn khá giống với xét đấu đầu tiên khi Thái Bình luôn chơi tốt ở nửa đầu của xét đấu. Tuy nhiên, càng về những điểm số cuối cùng, Ninh Bình với sự tỏa sáng của Bích Tuyền đã có được chiến thắng với tỷ số là 25-19. Giành chiến thắng trong hai xét đấu đầu tiên, huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã có những điều chỉnh khi rút những trụ cột ra nghỉ như là Hoài My, Đinh Thị Thúy, mà thay vào đó là những vận động viên trẻ như là Đặng Thị Hồng và Minh Thư. Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn tỏa ra vượt trội so với đối thủ để có được chiến thắng trong xét 3 với tỷ số là 25-15. Trung cuộc, Ninh Bình Evubank đã giành chiến thắng trước Glesco Thái Bình với tỷ số là 3-0, tỷ số các xét là 25-21, 25-19 và 25-15. Ninh Bình đã chính thức có mặt tại trận chung kết của giải bóng truyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2024, còn với Thái Bình, họ sẽ còn được trận đấu tranh hạng 3. Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay đó chính là trận bán kết 2 ở nội dung của Nam giữa Ninh Bình Evubank và đội bóng Hà Tĩnh. Đội bóng chủ nhà Ninh Bình với những vận động viên chất lượng như là Cú Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Hải, Bùi Văn Mạnh, Nguyễn Thanh Tùng. Hơn thế nữa, ở mùa giải năm nay, đội bóng còn có sự bổ sung của hai trụ cột đến từ đội bóng Bình Dương, đó chính là Trần Anh Tú và Hoàng Xuân Trường. Cộng với được thi đấu trên sân nhà, Ninh Bình đã tỏ ra vượt trội so với Hà Tĩnh để có được chiến thắng với tỷ số là 3-0. Như vậy, Ninh Bình Evubank đã chính thức giành quyền vào chơi trong trận chung kết của giải bóng truyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay, và đối thủ của Ninh Bình đó chính là đội bóng Biên Phòng. Còn với Hà Tĩnh, họ sẽ còn trận đấu trên hạng 3. Vào ngày mai, mùng 3 tháng 3 sẽ diễn ra những trận đấu cuối cùng của giải bóng truyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm nay với những trận đấu được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn. Và sau đây, hãy cùng Phong điểm qua lịch trận đấu cụ thể nhé. Vào lúc 14 giờ ngày mùng 3 tháng 3 sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 nữ giữa Binh chủng Thông tin Trường Tiên Bình Phước và Glesco Thái Bình. Và vào lúc 16 giờ sẽ diễn ra trận đấu chung kết nữ và cũng là trận đấu tâm điểm giữa Ninh Bình Evubank và VTV Bình Điền Long An. Vào lúc 18 giờ sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 nam giữa Thể Công và Hà Tĩnh, và vào lúc 20 giờ 15 sẽ diễn ra trận chung kết nam giữa Ninh Bình Evubank và Biên Phòng. Tất cả các trận đấu của giải sẽ được trực tiếp trên kênh YouTube Truyền hình Ninh Bình. Các bạn nhớ chú ý và theo dõi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.